là đâu mà cái gì ơi. Đi hơi vòng với anh xỉn luôn á. Rồi mày chú, mày chú. Dạ 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 dạ. Cường Caramel. Rồi đây là anh em mới đông rồi cả nhà. Dạ dạ dạ. Đấy rồi. Nghỉ rồi, nghỉ rồi. Nghỉ rồi, bán ơi. Mẹ rồi, để vô ngay là xỉn luôn. Rồi, rất là đông anh em bữa nay cũng như là quy tụ về đây để có những chương trình văn nghệ đó. Ở nhà rất là đông, ở nhà. Bây giờ mình sẽ di chuyển phía trước cũng như chia sẻ cho cả nhà mình là chương trình văn nghệ biểu diễn tối hôm nay liên tục ở nhà.
Rồi, rất là đông rồi đó nha. Đêm vui quê ta.
bạn, 10 bạn. Không không không. Ê ơi, ai tập tập bộ căng. Quá đông. Rồi, có tả xương nè nhà ơi. Có tả xương lên đi nha.